cháu ghét nhất điều gì? Hiện tại cháu đang rất là yêu đời nên cháu không nghĩ ra được cháu ghét gì. À, thế thì bác có thể nói là một con người nhân hậu. Con nuôi con chó với lại con chim ạ. Chim thì là chim gì? Dạ, chim bồ câu. Chương trình Mặt Trời Mẹ Con phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.